Sáu ơi, tôi qua chúc Tết rồi nè Sáu. Ủa Tư, vô nhà chơi. Vô văn quá, thất học. Già đầu mà làm mấy cái chuyện không nên nết. Gì vô duyên vậy, mới đầu năm qua chúc Tết là làm gì chửi tôi xói xả vậy? Nghĩ sao bốn mươi mấy năm chục tuổi rồi mà còn ham vui, đầu một thứ tóc rồi đây nè, mà còn làm ba cái chuyện đòi bài ố dê ố dê rồi để đứa nhỏ chút xíu vậy. Rồi ra đường nó mở miệng kêu bà bằng mẹ mẹ, bà không biết xấu hổ hả? Thần ơi bà nội, cái này là con của thằng Hải, cháu nội tôi. Ủa vậy hả? Ừ. Tưởng đâu Hải mê đê má ơi. Trời ơi. Thôi thôi, vô nhà ăn bánh uống nước ha. Vô con. Ăn bánh đi Tư, bánh đi con. Con, qua bà Sáu Sáu lì xì kìa con. Con nhỏ lớn thiệt lớn, hai mấy ba chục tuổi rồi, chứ bị cưới chồng tới nơi mà lì xì gì trời. Thần ơi bà nội ơi, nhỏ mới 6 tuổi học lớp 1 à, tại nó bự con. Qua Sáu đi con. Con ngại bà Sáu. Ờ, lớp 1 rồi ha, lớp 1 là giỏi dữ lắm á. Bây giờ Sáu hỏi con ba câu hỏi nha, con mà trả lời đúng được hai câu á là Sáu lì xì cho con liền luôn á. Trời ơi bà nội này ga dẻ quá à. Hỏi câu dễ dễ thôi nha bà nội. Giờ Sáu hỏi con nè, 1 cộng 1 bằng mấy? Dạ bằng 2. Giỏi. Vô mánh đựng câu ấy. Rồi 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 câu 2 nha. Giải hệ phương trình 3x cộng 5y bằng 15 và x cộng 2y bằng 5. Dạ con không biết. Trời ơi, mang tiếng học lớp 1 mà có như đó cũng biết nữa trời. Thần ơi bà nội nè, bà hỏi câu đó không biết lớp 8 nó biết chưa nữa. Giờ lớp 1 bà hỏi câu đó đó, hỏi câu dễ dễ thôi. Để thôi, để tôi hỏi nó câu đây rồi tính lì xì luôn nè. Con, tìm mô đun của tất cả các số phức z biết. Z bình bằng trị tuyệt đối của z bình cộng với số phức z. Dạ. Dòng thứ ngu, hỏi mấy câu lớp 1 dễ ồn không biết mà ở đó đòi tiền lì xì. Nè nha nè nha, hồi sớm tôi vô bà chửi tôi chặt, gọi giờ chửi cháu tôi nữa hả? Không muốn lì xì nói mẹ đi, hỏi hỏi quần què đi về. Ủa Tư, Tư về Tư. Không lì xì Tư ơi.